Chào các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. À, uh, hy vọng các bạn đã có một ngày Thanksgiving thật là vui vẻ hôm qua. Hôm nay thị trường vẫn mở cửa nhưng mà sẽ đóng cửa sớm vào lúc một giờ chiều bên New York. Uh, lý do vì hôm nay là ngày Black Friday. Và trước khi đi vào chủ đề của video ngày hôm nay, Jason muốn nhắc cho các bạn là vì đang trong mùa lễ holiday nên Jason thường hay có những cái promotion về những cái lớp học mỗi năm chỉ có một lần. Và nhân dịp Thanksgiving năm nay thì nếu như các bạn nào đăng ký học với Jason trước ngày 2 tháng 12 là tuần sau thì tất cả những lớp học của Jason như là về day trade, về option, về earnings report đều được giảm 50%. Đây là một discount rất là lớn nhằm để giúp cho bạn nào đang trade stock thua lỗ hoặc là chưa biết đầu tư ra sao thì đây là cơ hội cho các bạn có thể học với Jason để khi các bạn học xong các bạn sẽ tìm thấy được sự thành công. Và một trong những ưu điểm mà khi Jason dạy học là các bạn có thể học đi học lại bao nhiêu lần khi Jason có lớp. Ví dụ như các bạn đăng ký trước ngày 2 để các bạn có được cái promotion tốt này các bạn không học được vào ngày đó thì những lần sau các bạn học vẫn được vì tuần nào Jason cũng dạy học và tuần nào các bạn vẫn có thể vào học được cái lớp nào mà các bạn đã đăng ký. Còn nếu như các bạn không đăng ký trước ngày 2 thì khi các bạn muốn học với Jason thì các bạn phải trả tiền học phí cái giá bình thường chứ không còn cái giá 50% nữa. Và bây giờ để quay lại với chủ đề của video ngày hôm nay, Jason muốn nói về cổ phiếu Tesla. Cổ phiếu Tesla thì rất nhiều người mong đợi nhưng mà đặc biệt trong thời gian tới khi Tesla vào ngày 30 tháng 11 này sẽ có cái sự kiện Cybertruck. Cybertruck là mẫu mã xe điện với cái bốc dáng xe truck mà đã được giờ giới thiệu từ năm 2019 cho đến nay vẫn chưa có được deliver cho khách hàng. Thì lần này vào ngày 30, Tesla sẽ có một cái sự kiện thông báo về chính xác khi nào sẽ được giao xe điện cho khách hàng và số lượng giao xe điện là bao nhiêu. Theo những thống kê cho thấy thì đã có gần như là 2 triệu order về xe Cybertruck thì nếu như thật sự Tesla đáp ứng được những nhu cầu này thì mình nghĩ rằng cổ phiếu Tesla sẽ đi lên nhiều hơn nữa và ngược lại mình cũng nghĩ rằng nếu như lần này Tesla thông báo họ sẽ tiếp tục delay về việc giao xe cho khách hàng thì cổ phiếu Tesla có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng và đi xuống. Vì sao nhiều người rất là mong đợi cái xe Cybertruck này ra đời là tại vì uh, không những mẫu mã của xe Cybertruck rất là đẹp mà nó là lại là cái xe truck mà nhiều người thích xe truck để người ta có thể chuyên chở vận chuyển hàng hóa vân vân. Bên cạnh đó, xe Cybertruck còn có thể chạy được đến 500 miles, rất là nhiều so với những cái dòng xe điện khác của Tesla. Cho nên các bạn cần theo dõi và cân nhắc trước khi mua cổ phiếu của Tesla. Và dĩ nhiên, các bạn không cần phải mua công ty Tesla, tại vì có rất nhiều công ty khác ngoài kia mà các bạn có thể đầu tư và có thể sanh lời. À, nhưng mà vì rất nhiều người à, quan tâm đến cổ phiếu Tesla, cho nên mình thường hay nói về cổ phiếu Tesla cho các bạn hiểu cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay chúc các bạn đầu tư sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn và nếu như các bạn có gì thắc mắc các bạn có thể comment trong video hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau